Linh cảnh hành giả chương 1876, nhận tội. Một Ví dụ tương tự còn có rất nhiều, Phó Thanh Huyên trong lúc nhậm chức không phục quản thúc, thường xuyên ra tay đã thương đồng nghiệp, phàm ai cô không vừa mắt đều giáo huấn, tính chất ác liệt đều đâm bị thương, tuy không gây ra án mạng nữa, nhưng tổng bộ căn bản không khống chế được. Cô sở dĩ vào phó bản ban phái rèn luyện, cũng là bởi vì mâu thuẫn trở nên gây gắt đến khó điều hòa, so với mâu thuẫn của Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tổng Bộ bây giờ còn thâm hơn. Cũng may cô ở trong phó bản rèn luyện một năm, sau khi đi ra tính tình có điều lắng động lại, không bộc lộ sắc bén nữa. Mấy năm nay đảm nhiệm Nguyên soái dần dần thành thục, rốt cuộc có bộ dáng minh chủ. Cho nên Tổng Bộ gõ Nguyên Thủy Thiên Tôn là có đạo lý, vì tránh cho lại xuất hiện phó thanh huyên, đứa nhỏ, nổi loạn như vậy. Tiếng đập cửa nhẹ nhàng cắt ngang suy nghĩ của cảnh tham trưởng lão, hắn nhìn về phía cửa kính mờ của văn phòng nói vào đi kiếm khách trẻ tuổi đẩy cửa mà vào sau khi dâng lên ghi chép liền lui xuống cảnh tham trưởng lão quay về bên cạnh bàn ngồi đối diện với ông lão áo bào đen nghiêm túc đọc ghi chép khuôn mặt nghiêm túc của hắn lộ ra một phần châm biếm bàn xoay âm dương rơi vào vực sâu lấy cớ vụng về hắn có phải thực cho rằng phó thanh dương có thể thay hắn dẹp yên chuyện này hay không ông lão áo bào đen thản nhiên nói ngầm chiếm bàn xoay âm dương quả thật có chút không coi ai ra gì ở trên chuyện này phân bộ giang hoài cùng nguyên thủy thiên tôn có xung đột lợi ích không thể điều hòa cảnh tham trưởng lão hừ nói chẳng những không coi ai ra gì còn rất ngu xuẩn tài sản của quan phương là hắn muốn ăn thì ăn tổng bộ sẽ không đáp ứng các minh chủ cũng sẽ không đáp ứng loại tiền lệ này mở ra phân bộ khác có phải cũng đều noi theo chuyển dời tài sản nhà nước đến hầu bao cá nhân hay không Mấy năm nay, có thân thuộc của không ít chấp sự, trưởng lão, nghĩ mọi biện pháp ăn tài sản của ngũ hành minh đến trong túi tiền của mình, mang tiền nhà nước lấy thủ đoạn hợp pháp chuyển hóa thành tài sản tư nhân. Tổng bộ đối với hành vi như vậy trước giờ là nghiêm trị không tha. Hắn nâng chén trà nhấp một ngụm, nhìn về phía ông lão áo bào đen, hổ phù xuống chưa? Ông lão áo bào đen lắc đầu, thái trưởng lão đã hướng nguyên soái xin, trước tan tầm hôm nay hẳn là có thể đến. Chờ hổ phù xin xuống, định tính chuyện này, các minh chủ cũng sẽ không dung túng hắn. Cảnh tham trưởng lão ném ghi chép, ngu xuẩn. Hai người không nói nữa, trầm mặt uống trà. Không bao lâu, điện thoại di động trước mặt ông lão áo bào đen vang, cảnh tham trưởng lão liếc màn hình điện thoại di động sáng lên một cái, người gọi tới là thư ký của thái trưởng lão. Ông lão áo bào đen nhận cuộc gọi, clip mở loa ngoài, cười nói, thư ký chu. Đầu kia điện thoại truyền đến giọng đàn ông trầm thấp, hổ phù chưa xin được, nguyên soái từ chối rồi. Cái gì? Ông lão áo bào đen và cảnh tham trưởng lão chợt thẳng lưng, kinh ngạc nhìn chầm chầm màn hình điện thoại di động. Nguyên soái từ chối rồi. Thư ký của thái trưởng lão lặp lại một lần. Ông lão áo bào đen cầm lấy điện thoại di động, giọng điệu dồn dập, lý do là cái gì? Cô ấy nói, giọng điệu thư ký chu bỗng nhiên cổ quái, tâm tình không tốt, không cho mượn. Tâm tình không tốt, không cho mượn. Nghe được câu trả lời này, gia đầu cảnh tham trưởng lão phát tê một phen, hắn vừa rồi vì sao sẽ cảm thấy nguyên soái dần dần thành thục ổn trọng. Nguyên soái vẫn là nguyên soái kia, tính cách vẫn ác liệt như cũ, chưa bao giờ thay đổi. Thành thục ổn trọng là giả tượng, xét đến cùng là trên đời hiện nay đã không có ai dám trêu chọc cô. Không có ai trêu chọc, đương nhiên sẽ ôn hòa. Không thể bởi vì loại nguyên nhân buồn cười này khiến kế hoạch của chúng ta thất bại trong gan tất ông lão áo bào đen nói cảnh tham trưởng lão ông hẳn là có đạo cụ phân biệt nói dối đạo cụ cấp chúa tể là đủ cảnh tham trưởng lão áp chế lửa giận nguyên soái vì sao không cho mượn hổ phù rõ ràng là phó thanh dương đang từ trong đó làm khó dễ ông cảm thấy lấy trí tuệ của phó thanh dương hắn không cân nhắc đến đạo cụ cấp chúa tể cũng có thể uy hiếp nguyên thủy thiên tôn sao vậy cũng quá khinh thường thám báo chúng tôi rồi thư ký chu xin thái trưởng lão nghĩ biện pháp một chút nhất định phải khiến nguyên soái cho mượn hổ phù thanh âm thư ký chu trầm xuống minh chủ không nhúng tay công việc là quy củ nhưng minh chủ không cho mượn đạo cụ ông bảo thái trưởng lão làm sao bây giờ bắt buộc nguyên soái sao trên đời này không có ai có thể bắt buộc nguyên soái khi ông lão áo bào đen trầm ngâm cảnh tham trưởng lão liếc lão một cái nói chúng ta đừng mò mẫm lung tung ở trong lĩnh vực mình không am hiểu phương diện đấu tranh đồng chí tổng bộ mới là hảo thủ trong đó đúng không Thư ký Chu. Thư ký Chu cười cười, thanh âm vẫn trầm thấp như cũ, cảnh tham trưởng lão đây là khen tôi hay là trào phúng. Quả thật không tính là vấn đề lớn, Nguyên Soái không cho mượn hổ phù, vậy liền không cần hổ phù nữa, trọng điểm việc này từ trước tới giờ đều không phải chứng cứ có tính thực chất. Trọng điểm là Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn ngầm chiếm bàn xoay âm dương. Thập lão sẽ tùy ý loại chuyện này xảy ra sao? Đừng nói thập lão, dù là minh chủ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn khư khư cố chấp, kẻ địch của hắn chính là thập lão, là các minh chủ. Cho nên, cảnh tham trưởng lão đã hiểu, cho nên chúng ta chỉ cần cho tổng bộ một cái cớ, một cây đao xử trí hắn, chuyện còn lại liền không cần chúng ta quan tâm. Không sai. Thư ký Chu cười nói. Khuôn mặt nghiêm túc của cảnh tham trưởng lão lộ ra nụ cười, tôi biết nên làm như thế nào rồi. Phòng thẩm vấn. Trương Nguyên Thanh đã bị vứt đó 5 giờ, bây giờ là sáu rưỡi chiều, mặt trời sắp xuống núi rồi. Hắn ngồi ở ghế thẩm vấn, nhắm mắt, không nhúc nhích như bức tượng. Đột nhiên, cửa cách âm của phòng thẩm vấn mở ra, cảnh tham trưởng lão hai bên tóc mai hoa trong một mình tiến vào trong phòng, hai tay trống trơn, đã không cầm bút, cũng không cầm sổ. Cảnh tham trưởng lão tắt máy quay phim, kéo ghế dựa ra vào ngồi, thản nhiên nói. Chơi đủ chưa? Cậu ở khu làm việc vén vén nữ nhân viên, Tự tiện khống chế máy tính phát video dâm uế, thao túng nhân viên nhục mạ trưởng lão phân bộ giang hoài, quậy phân bộ gà bay chó sủa, bằng vào những thứ này, tôi có thể giữ cậu 10 ngày." Cảnh tham trưởng lão đợi một lát, thấy hắn luôn nhắm mắt ngồi ngay ngắn, không nhúc nhích, lạnh lùng nói: "Tin hay không tôi một kiếm bổ linh thể của cậu." Trương Nguyên Thanh lúc này mới mở mắt, nhếch khóe miệng, "Ông nói chuyện phải có chứng cứ, ai chẳng biết Nguyên Thủy Thiên Tôn tôi chuyên tình, là quý ngài." đời này chưa từng động vào video dâm uế ông nói những thứ này đều là có lẽ có tần cuối trưởng lão ông đây là ép tôi toàn quân ngâm vịnh mãn giang hồng nha cảnh tham trưởng lão tự động không nhìn lời rác rưởi của hắn như là tự nói phân bộ giang hoài trước giờ không giàu có so sánh với tùng hải các người tiền lương phúc lợi của đồng nghiệp bọn tôi không đáng giá nhắc tới lúc trước cậu công phu sư tử ngoạm vừa muốn đạo cụ vừa muốn 50 triệu tiền mặt cao tầng phân bộ đều là phản đối nhưng cậu rất cường thế dám đập bàn với tổng bộ tổng bộ tuy bất mãn nhưng niệm cậu tiềm lực vô hạn liền dung túng cậu phân bộ gian hoài bọn tôi cũng chỉ có thể tiếp nhận đây là quy củ mệnh lệnh của cấp trên chỉ có thể vân theo cho dù không công bằng lần này cậu mượn bàn xoay âm dương thu cậu chút tiền không quá phận chúng tôi cũng chỉ thu một lần hai lần sau này sẽ không thu nữa mượn bàn xoay âm dương phải giao tiền cái này cũng là quy củ nói tới đây hắn lắc lắc đầu phó thanh dương là chính khách khôn khéo hắn không có khả năng không phẩm ra sự ăn ý này nhưng hắn lại giật dây cậu ngầm chiếm bàn xoay âm dương thật không biết là dụng tâm gì trương nguyên thanh nheo mắt kế ly gián vụng về mặt khác không cần nói với tôi một bộ quy tắc ngầm đó của ông tôi không tiếp thu cảnh tham trưởng lão thản nhiên nói tôi biết cậu sẽ không nhận cậu nếu là hiểu những quy củ cùng đạo lý này cậu đã không đi tới hôm nay một bước này cậu vốn nên có tiền đồ tốt hơn, thật đáng buồn. Tôi không cảm thấy. Trương Nguyên Thanh vẫn luôn bình tĩnh, có một vĩ nhân từng nói, ẩn giật là trí tuệ, nhưng bướng bỉnh mới đáng kính. Từng, vĩ nhân đó chính là tôi. Cảnh tham trưởng lão bật cười một tiếng, không chút nào che giấu sự trào phúng của mình, ngoài miệng lại nói. Tôi lúc trẻ tuổi giống với cậu, chỉ nhận lý, nhưng hiện thực đã dạy tôi làm người. Được rồi, không nói lời thừa với cậu nữa, trước nói cho cậu một cái tin tức tốt nguyên soái từ chối cho mượn hổ phù đồng thời nói cho cậu một cái tin tức xấu chúng tôi có biện pháp khiến cậu nói thật trương nguyên thanh nhíu mày đang muốn nói chuyện chợt thấy cảnh tham trưởng lão sau bàn thẩm vấn nâng rảnh tay lòng bàn tay hướng xuống năm ngón tay hơi nhếch lên giống như bậc thầy điều khiển rối một giây sau trương nguyên thanh cảm giác có sợi dây gì không nhìn thấy từ đỉnh đầu buông xuống chui vào sau gáy của hắn bả vai khuỷu tay đầu gối cổ tay cổ chân các chỗ đều có cảm thụ tương tự. Con ngươi của hắn kịch liệt co lại một phen, nhưng rất nhanh, ngay cả con ngươi co rút lại chuyện này, hắn cũng không thể tự chủ hoàn thành. Hắn đã thành rối gỗ treo dây trong tay cảnh tham trưởng lão. Đây là năng lực của yển sư. Tin tức xấu chính là, chúng tôi không cần hổ phù. Cảnh tham trưởng lão mỉm cười đứng dậy, mở ra máy quay, tiếp theo quay về sau bàn thẩm vấn lấy ra một tấm lệnh bài sắc đen, vừa nắm trong tay, vừa nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhìn lệnh bài của tôi, bây giờ tôi hỏi cậu, bàn xoay âm dương rốt cuộc có mất đi hay không? Nói xong, tay trái hắn khẽ động. Môi trường Nguyên Thanh rung rung, tự như muốn giải dụ một phen, nhưng vẫn là nói ra lời nghĩ một đằng nói một nẻo, chưa đánh mất. Cảnh tham trưởng lão hỏi tiếp, vì sao phải nói dối? Ngón trỏ tay trái hắn giật giật. Trương Nguyên Thanh chịu hắn thao túng, trả lời, tôi muốn nuốt riêng bàn xoay âm dương cảnh tham trưởng lão vốn định hỏi tiếp phó thanh dương có biết tình huống hay không nhưng suy nghĩ mãi vẫn là bỏ qua làm em trai của nguyên soái đại thiếu gia của phó gia trưởng lão tay nắm thực quyền của phân bộ tùng hải phó thanh dương mặc kệ là bối cảnh hay bản thân đều cứng như làm bằng sắt liên lụy người như vậy vào sẽ chỉ hỏng việc không có bất cứ lợi ích nào vì thế hắn sửa lời nói cảm tạ phối hợp toàn bộ lời cậu hôm nay nói máy quay phim đều ghi lại Tôi sẽ phản hồi đúng sự thật với tổng bộ. Nói xong, tay trái nắm chặt, chặt đứt sợi dây vô hình. Nhưng thân thể Trương Nguyên Thanh vẫn chưa khôi phục, các khớp xương như là rỉ sắt, khó có thể nhúc nhích. Cảnh tham trưởng lão đứng dậy đi đến trước máy quay phim, tắt công năng thu, thản nhiên nói, 5 phút đồng hồ sau, trạng thái của cậu sẽ khôi phục, cậu có thể tiếp tục ở lại chỗ này, cũng có thể về Tùng Hải, tùy ý. Tháo xuống máy quay phim trên giá đỡ, xoay người rời đi biệt thự Vịnh Phó gia. Trong đại sảnh bị cải tạo thành nhà xưởng, Phó Thanh Dương ngồi ở trên cái ghế dựa lưng cao duy nhất, hai tay giao nhau đặt ở bụng, đánh giá bốn món cơ quan vũ khí trước mặt. Giới thiệu một phen đi. Hắn hướng ánh mắt về Hạ Hầu Ngạo Thiên ở bên. Cũng đã tới lúc để anh kiến thức một chút thành quả của tôi rồi, bốn món cơ quan vũ khí này là tôi thức trắng hai ngày hai đêm làm ra. Vì hoàn thành nhiệm vụ của anh, Nhân viên ưu tú Lý Thuần Phong của chúng tôi suýt nửa đột tử ở trong ao làm mát, tôi đề nghị tăng tiền lương. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói. Vì ổn định kết cấu tiền lương của nhân viên, tôi quyết định cướp đoạt quyền tăng tiền lương của cậu. Phó Thanh Dương nói, tôi buổi chiều có cuộc họp, cậu chỉ có thời gian 5 phút đồng hồ, bắt đầu đi. Học cái gì? Hạ Hầu Ngạo Thiên đang nghe truyện trên TV Audio CV hỏi. Hội thẩm phán Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn lại đã phạm chuyện gì? Hạ hầu ngạo thiên vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Lý Thuần Phong kia đâu, nếu chưa đột tử bảo hắn đi ra giải thích. Phó Thanh Dương dùng giọng điệu lạnh lùng biểu đạt sự bất mãn của mình. Hắn bỗng nhiên có chút bội phục nguyên thủy thiên tôn, có thể thoải mái có thừa ứng phó loại phương sĩ rác rưởi này. Hạ hầu ngạo thiên, ho khan một tiếng, rút cuộc không nói lời thừa nữa, cầm lấy một cái giáp cánh tay kim loại, nói. Nó gọi là găng tay ác lát, Nhìn rất công kềnh, thật ra tổng trọng lượng không vượt qua 5 cân, chọn dùng tài liệu là phong cương, phong cương đặc điểm chính là nhẹ, cho dù là học sĩ và nhạc sĩ không sở trường thể lực, cũng có thể thoải mái khống chế. Tôi cấy vào trong găng tay hệ thống cảm ứng, có thể phân biệt động tác của người đeo. Vừa nói, hắn vừa đeo giáp cánh tay, tung một cú đấm lên bàn làm việc. Rầm. Bàn làm việc đúc từ sắt thép phát ra tiếng vang lớn một quyền này sánh vai hỏa sư cấp 3 sơ kỳ, khuyết điểm là quá tốn nguồn năng lượng, chỉ có thể đánh 3 lần, sau đó phải nạp điện. Nạp điện công năng này là tôi tự mình thêm vào. Sau đó, trong găng tay còn trang bị chốt, chứa 6 mũi tên ngắn phá giáp, một mũi có thể phá phòng ngự của thổ quái cấp 1. Cùng chỗ liên tục 4 lần trúng mục tiêu, có thể phá phòng ngự thổ quái cấp 2 hậu kỳ, nếu tẩm độc, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Hạ hầu ngạo thiên chậm rãi nói mặt khác, phong cương tuy nhẹ nhưng có tiếng chắc chắn, khi cần thiết còn có thể làm tấm khiên. Phó Thanh Dương hài lòng gật đầu, Phương sĩ này tuy tính cách cổ quái loè loẹt nhưng trình độ chuyên nghiệp cũng không tệ. Hệ thống bảo mật thế nào? Yên tâm, tôi kế vào trong giáp cánh tay trang bị tự hủy loại nhỏ, chỉ cần có người thử tháo dỡ nó, trang bị tự hủy sẽ khởi động, cam đoan sẽ không tiết lộ kết cấu bên trong cơ quan. Tiếp theo, Hà Hầu Ngạo Thiên cầm lấy nỏ lớn dài một mét điểm của nó là khó ngắm, hơn nữa cần lực cánh tay rất mạnh mới có thể sử dụng. Nhưng quy lực tên nỏ so với súng bắn tỉa còn mạnh hơn, người sử dụng trong lý tưởng của tôi là thám báo. Món cơ quan vũ khí thứ ba là một quả cầu. Cơ quan vũ khí này gọi là Phật nộ đường liên, ấn xuống cái nút này, sau đó ném ra ngoài, kim độc phá giáp sẽ bắn ra, tầm sát thương là 30 mét, bao trùm 360 độ không có góc chết, yên tĩnh hơn lựu đạn, sức sát thương lại mạnh hơn. Sau khi sử dụng, trang bị tự hủy sẽ khởi động, thuộc loại tiêu hao phẩm. Vì sao phong cách đặt tên của cậu biến hóa lớn như vậy? Phó Thanh Dương nhìn thoáng qua, găng tay ác lát cùng Phật nộ đường liên. Hạ hầu ngạo thi ngẩn ra một phen, dùng một loại ánh mắt thương hại trong lại, anh không biết găng tay ác lát thì thôi, anh ngay cả Phật nộ đường liên cũng không biết. Anh nhất định không có tuổi thơ, thật đáng thương. Đuôi lông mày Phó Thanh Dương giật một cái. Hà hầu ngạo thiên bắt đầu giới thiệu một món cơ quan vũ khí cuối cùng, một cơ quan con rối. Con rối này giá trị chế tạo cao nhất, tôi ở trong mắt nó cấy vào mắt của yêu mê hoặc, nó có được năng lực mê hoặc, trong cánh tay trái kế vào nỏ phá giáp. Mặt khác, nó còn có được bản năng chiến đấu của kiếm khách, có thể so với âm thi của thần dạ du, không, là âm thi phiên bản tăng mạnh. Ở trong giai đoạn siêu phàm, nó mạnh mẽ hơn nửa hữu dụng, quan phương nhất định sẽ không tiếc trả giá mua nó, cũng hy vọng chúng ta sản xuất lượng lớn. Được rồi. Phó Thanh Dương nói, cậu thu một phần video biểu thị cho tôi, lại viết cho tôi một phần số liệu cơ quan vũ khí, trước 2 giờ chiều cho tôi, không có vấn đề chứ. Lý Thuần Phong còn chưa đột tử, tôi sẽ bảo hắn hoàn thành. Đều được. Phó Thanh Dương rời khỏi phòng kỹ thuật của người chết trở về. Hai rưỡi chiều, phòng họp tổng bộ. Máy chiếu trên trần phòng sáng lên đèn vàng, sau khi lóe lên vài giây, từng chùm tia sáng màu lam huỳnh quang chiếu ở hai bên của phòng họp dài. Các vị trưởng lão ngồi ngay ngắn trong chùm tia sáng, tổng cộng 20 người, 6 vị trưởng lão phân bộ Tùng Hải đều có mặt, 4 vị trưởng lão phân bộ Giang Hoài cũng ở đây. 5 người còn lại là thái trưởng lão phụ trách lần hội nghị này, cùng với thư ký của chín vị trưởng lão khác ở tổng bộ. Thái trưởng lão cả người bao phủ đám sương nhàn nhạt, ánh mắt sớm đã không phải con người nữa nói hội nghị lần này do tôi chủ trì, tiến hành thảo luận vụ án nguyên thủy thiên tôn ngầm chiếm tài sản quan phương. Thư ký lý của đế hồng đại trưởng lão chủ động đứng dậy, trong tay nắm điều khiển từ xa, nói Tôi thuyết minh đơn giản trước với các vị từ đầu đến cuối sự việc. Vài ngày trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy khai thác phó bản ban phái làm lý do, hướng tổng bộ xin sử dụng bàn xoay âm dương. Sau khi ra khỏi phó bản, hắn dối xưng bàn xoay âm dương đánh mất ở trong phó bản, Hôm qua tôi cùng cảnh tham trưởng lão phân bộ Giang Hoài tới cửa hỏi tình hình cụ thể, hắn từ chối không trả lời, càng không muốn trả bồi thường lúc trước ước định sẵn. Lúc ấy tôi và cảnh tham trưởng lão liền ý thức được không thích hợp, liền để ngành tài vụ của tổng bộ tra xét tài khoản của Nguyên Thủy Thiên Tôn, phát hiện hắn ở sau khi mượn bàn xoay âm dương, liền lập tức lãnh hết tiền mặt trong tài khoản, cũng mang một căn biệt thự danh nghĩa chuyển cho Phó Thanh Dương tôi cùng cảnh tham trưởng lão lập tức ý thức được đây là một lần hành vi ngầm chiếm tài sản quan phương có dự mưu vì thế hướng tổng bộ xin lệnh câu lưu mang nguyên thủy thiên tôn về phân bộ giang hoài thẩm vấn nói tới đây hắn nâng tay ấn điều khiển từ xa trải qua phân bộ giang hoài thẩm vấn nguyên thủy thiên tôn đã công khai mời mọi người xem màn vải phía sau thái trưởng lão chậm rãi hạ xuống máy chiếu bắn ra chùm tia sáng xanh thẳm chiếu một phần video dài 20 giây ở trên màn vải trong hình ảnh nguyên thủy thiên tôn ngồi ở ghế thẩm vấn mắt nhìn phía trước tiếng cảnh tham trưởng lão vang lên nguyên thủy thiên tôn nhìn lệnh bài của tôi bây giờ tôi hỏi cậu bàn xoay âm dương rốt cuộc có mất đi hay không chưa mất đi vì sao phải nói dối tôi muốn nuốt riêng bàn xoay âm dương vì gieo chiếu đến nơi đây liền kết thúc ngắn gọn nhưng bằng chứng như núi thái trưởng lão thản nhiên nói dựa theo luật pháp quan phương ngầm chiếm tài sản chung xử lý ra sao? Thư ký Lý trả lời. Bàn xoay âm dương là đạo cụ cực phẩm thánh giả cảnh, giá trị khó có thể đánh giá, đổi thành tiền mặt, ít nhất 200 triệu, hơn nữa còn là có tiền cũng không có chỗ bán. Theo luật mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chạm đến tiêu chuẩn tội chết. Tôi nghi ngờ tính chân thật của video. cẩu trưởng lão dẫn đầu mở miệng, ngày đó phân bộ Giang Hoài muốn từ trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn Bạch phiêu giá thấp bàn xoay âm dương, hai bên tranh cãi rất không thoải mái tôi có lý do hoài nghi nguyên thủy thiên tôn đã bị ảnh hưởng nội dung trong video không đủ làm chứng thái trưởng lão tôi đề nghị phúc thẩm do trưởng lão phân bộ tùng hải và phân bộ giang hoài cùng nhau chứng kiến bạch phiêu lão cẩu này vậy mà lại vũ nhục chúng ta như thế một vị trưởng lão phân bộ giang hoài hừ lạnh nói vậy ông giải thích như thế nào hành vi dời đi tài sản của nguyên thủy thiên tôn mặt khác hắn cung cấp ghi chép về bàn xoay âm dương mất đi nói không tỉ mỉ lại không chịu lộ ra tin tức thành viên bang phái không có nhân chứng có thể chứng minh hắn thật sự mất đi bàn xoay âm dương cảnh tham trưởng lão tiếp lời tôi là có chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh đây không phải việc nhỏ mỗi một chi tiết đều nên lặp đi lặp lại xác nhận mà không phải phân bộ gian hoài mang người đi chuyên quyền độc đoán đưa ra cái gọi là bằng chứng rất xin lỗi nếu là như thế phân bộ tùng hải chúng tôi không phục Hoàng Sa Bách chiến trưởng lão giọng điệu lạnh như băng phát biểu ý kiến. Được nha, chẳng qua tôi đề nghị bắt giam trước, mời trưởng lão thái nhất môn Tịnh Hóa một lần, thuận tiện mời phó trưởng lão Hướng Nguyên Soái cầu đến hổ phù, như vậy mới công chính công bằng. Ông lão áo bào đen phân bộ giang hoài giọng điệu kỳ quái nói một câu. Ông có ý tứ gì? Việc Thế Thiên Hỏa của Tùng Hải giận dữ đập bàn, muốn đánh nhau phải không? Có phải muốn đánh nhau hay không? Ngươi hẹn cái thời gian địa điểm lão tử không tiễn ngươi trở về linh cảnh ta liền từ đi chức vụ trưởng lão hai bên xảy ra tranh chấp chỉ có phó thanh dương trầm mặc không nói như là một khán giả lạnh lùng ngồi ngay ngắn ở nơi đó đốc đốc thư ký của diệu trưởng lão gõ gõ bàn cắt ngang hai đại phân bộ khắc khẩu đây là một vị trung niên mặc hán phục nho nhã hiền hòa tội chết liền không cần nhắc nữa chúng ta nói chút thực tế đầu tiên ngầm chiếm tài sản quan phương tính chất rất nghiêm trọng tổng bộ là sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Hắn nâng chén trà lên uống một ngụm, không nhanh không chậm, tràn ngập sự thoải mái có thừa của thượng vị giả, buông chén trà tiếp tục nói. Phân bộ Giang Hoài đã lấy được chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, vốn nên có thể phán rồi, nhưng tổng bộ vẫn quyết định hôm nay mở hội nghị này, hội nghị riêng tư nha, không có video bảo tồn, cho nên có một số lời, mọi người cứ thoải mái nói. Chuyện này rốt cuộc là thế nào, trong lòng mọi người rất rõ, không cần cãi cọ nữa tôi đại biểu diệu trưởng lão đưa cái phương án mọi người tham khảo một chút vị thư ký này nhìn quét mọi người nói bảo nguyên thủy thiên tôn trả lại bàn xoay âm dương lại đền một món đạo cụ giá trị tương đương việc này coi như kết thúc không công bố với bên ngoài không phát ra thanh minh bàn xoay âm dương là đạo cụ cực phẩm thánh giả cảnh một món đạo cụ giá trị tương đương là nói đền liền đền nguyên thủy thiên tôn nếu không có thì sao Diệt thế thiên hỏa cả giận nói Cậu trưởng lão nâng móng vuốt Ra hiệu hắn an tâm một chút chớ nóng vội Đôi mắt cúc áo nhìn chầm chầm người trung niên nho nhã hiền hòa Chậm rãi nói Thư ký dương Ngài muốn cái gì Hoặc là nói Tổng bộ muốn cái gì Thư ký dương chưa nói chuyện Thư ký lý bên người thản nhiên nói Nguyên thủy thiên tôn không phải có một bộ trang bị tế trời sao Nếu hắn chịu bồi thường ra Bàn xoay âm dương mất thì mất Tổng bộ sẽ bỏ qua chuyện cũ tổ trưởng lão chậm rãi đảo qua thái trưởng lão đảo qua chính vị thư ký hắn đã rõ ý tưởng của tổng bộ chứng cứ không quan trọng video chỉ là một cái lý do để tổng bộ làm khó dễ thái độ của tổng bộ rất rõ ràng bàn xoay âm dương là vật của quan phương trước kia là vậy về sau cũng vậy ai động vào tài sản của quan phương người đó phải trả giá đắt mặt khác còn có một tín hiệu tổng bộ muốn bộ trang bị tế trời tổ trưởng lão không rõ bộ trang bị tế trời có cái gì thần dị nhưng tổng bộ năm lần bảy lượt muốn đạt được nó nói lên bộ trang bị kia tất dấu thứ rất quan trọng trình độ quan trọng vượt qua bản thân bộ trang bị so sánh với thái độ dễ dàng tha thứ của tổng bộ đối với ngầm chiếm tài sản quan phương trình độ cảm thấy hứng thú của thập lão đối với bộ trang bị tế trời mới là điều cậu trưởng lão lo lắng nhất cũng may từ trước mắt mà nói giá trị hứng thú này còn chưa tới trình độ tình thế bắt buộc bằng không tham dự hội nghị sẽ không là thư ký mà là thập lão bộ trang bị tế trời không có khả năng bồi thường cho phân bộ gian hoài tổ trưởng lão lập tức từ chối đừng vội từ chối thư ký lý cười cười nói tới chuyện này bởi lòng tham của nguyên thủy thiên tôn dựng lên hắn nên trả giá đắt mấy vị trưởng lão phân bộ tùng hải các người không cần thiết thanh toán vì sai lầm của hắn tổng bộ bận tâm thể diện hắn mới đề xuất giải quyết riêng các người đương nhiên có thể từ chối, nhưng lần sau có thể chính là văn kiện đầu đỏ. Đây là uy hiếp. Văn kiện đầu đỏ là phê văn chính thức của tổng bộ, giống như thánh chỉ thời cổ, một khi văn kiện hạ đạt, lại từ chối liền ý nghĩa phản bội quan phương. Đến lúc đó hoặc là bị cưỡng chế chấp hành, hoặc là trở thành tội phạm truy nã, không có loại khả năng thứ ba. Các trưởng lão phân bộ tùng hải nhất thời trầm mặt. Quan lớn hơn một cấp còn áp chết người ta, huống chi đây là quyết định của tổng bộ, là quyết định của trung ương. Phân bộ địa phương đối kháng trung ương như thế nào? Lão tử không quản nữa. Diệt thế thiên hỏa trưởng lão phẫn nộ ập lai, bóng người biến mất trong trùng tia sáng màu lam huỳnh quang, trống rỗng. Lạc thần cùng hoàng sa bách chiến khẽ thở dài. Cậu trưởng lão im lặng không nói. Trái lại phân bộ giang hoài bên kia, đám người cảnh tham trưởng lão lộ ra nụ cười, trước khi hội nghị bắt đầu, bọn họ đã dự liệu được kết cục. Phân bộ Giang Hoài chỉ là lính trước ngựa, thật sự muốn xử lý Nguyên Thủy Thiên Tôn là tổng bộ. Bộ trang bị tế trời nói là bồi thường cho phân bộ Giang Hoài, nhưng cuối cùng khẳng định sẽ bị tổng bộ thu đi, chẳng qua phân bộ Giang Hoài có thể đạt được một lượng lớn bồi thường, cùng với một món đạo cụ không thua gì bàn xoay âm dương. Đốc đốc Tiếng gõ thanh thúy mạnh mẽ quanh quẩn ở phòng họp, đánh vỡ sự trầm mặc. Mọi người theo tiếng nhìn lại, thanh âm đến từ Phó Thanh Dương sau khi hội nghị bắt đầu, một câu cũng chưa nói. Vị đại thiếu gia phó gia này mặc âu phục trắng như tuyết, ngũ quan anh Tuấn đến mức làm người ta hít thở không thông, chậm rãi mở miệng. Tôi nhớ Phó Thanh Huyên lúc trước tấn thăng bán thần, tiếp nhiệm chức vụ nguyên soái thập lão đều tặng quà, nhớ rõ lúc cô ta thu lễ, nói như thế nào không? Câu này không có bất cứ quan hệ gì với hội nghị lần này, nhưng chính vị thư ký biến sắc hẳn, đám xương quanh thân thái trưởng lão đột nhiên run rẩy một màn này khiến trưởng lão hai đại phân bộ càng thêm tò mò cùng khó hiểu nguyên soái lúc trước nói gì một câu của phó thanh dương thế mà khiến vài vị của tổng bộ nghe tiếng biến sắc dù là thái trưởng lão cũng kiên kỵ phó thanh dương thư ký lý giận tím mặt cậu biết mình đang nói cái gì hay không thư ký tám vị trưởng lão khác vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm phó thanh dương trong ánh mắt không che giấu nét lạnh như băng Nguyên Soái lúc trước nói là, để tôi nghĩ một chút, các người mười lão già này có bị tôi nhét vào danh sách tất sát hay không. Nguyên Soái lúc trước nói câu này ý tứ là, may các ngươi chưa đắc tội chết với ta, bằng không kiếm đầu tiên thành thần, chém người tổng bộ trước. Bây giờ Phó Thanh Dương nhắc lại chuyện xưa, là đang cảnh cáo tổng bộ, cảnh cáo thập lão, đừng mang một người trẻ tuổi có tư chất minh chủ đắc tội chết. Huy hiếp trắng trợn. Điều tôi muốn nói là, tổng bộ thập lão đức cao vọng trọng, xưa nay dẫn dắt hậu bối, nhân hậu hiền hòa, nhất định sẽ tha thứ sai lầm làm mất đi bàn xoay âm dương của Nguyên Thủy Thiên Tôn, có lẽ qua một lát nữa, thập lão sẽ đặt xá hắn. Phó Thanh Dương lấy vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng, nói ra lời nói dối không có ai tin. Thư ký Lý cười lạnh, tôi thấy cậu là. Bốn chữ người si nói mộng còn chưa nói ra, liền thấy thái trưởng lão nghiêng đầu, tựa như muốn nghe cái gì, sau đó nói, hội nghị tạm dừng. Sau đó, hắn biến mất ở trong chùm tia sáng màu lam huỳnh quanh cái biến hóa này làm người ta bất ngờ cảnh tham trưởng lão nhíu mày nói thái trưởng lão sao lại hắn đột nhiên phản ứng lại tức giận nhìn phó thanh dương nghiến răng nghiến lợi nói cậu lại làm cái quỷ gì các trưởng lão của phân bộ giang hoài cũng đều hướng về phó thanh dương ném tới ánh mắt lạnh lùng mọi việc chỉ sợ đêm dài lắm mộng tới gần thắng lợi thái trưởng lão đột nhiên rời đi cái này làm bọn họ có dự cảm bất hảo. Bốn vị trưởng lão phân bộ Tùng Hải thì vẻ mặt tò mò cùng chờ mong. Chính vị thư ký nhíu mày trầm ngâm. Phó Thanh Dương vẫn trầm mặt ngồi ngay ngắn như cũ, không vui không buồn, giống như thánh thủ tình trường xuyên qua vạn bụi hoa không dính một chiếc lá, nói hai ba câu quấy động tâm hồn các trưởng lão đại loạn, một mình hắn cao ngạo lạnh lùng. Thời gian lặng yên trôi qua, nửa giờ sau, chùm tia sáng màu lam huỳnh quang ở thủ tọa lóe lên một cái, bóng dáng thái trưởng lão xuất hiện ở phòng học. Hắn đảo qua các trưởng lão, động lại vài giây ở trên người Phó Thanh Dương, chậm rãi tuyên bố. Ở việc Nguyên Thủy Thiên Tôn mất đi bàn xoay âm dương, tổng bộ đã có định đoạt, kết quả xử phạt như sau, khấu trừ công huân cấp A cấp B đều một lần, phạt tiền 5 triệu, một món đạo cụ phẩm chất thánh giả, hạn trong vòng 3 ngày giao nộp tiền phạt. Phòng họp lặng ngắt như tờ. Mọi người đều ngây ra. Cảnh tham trưởng lão sắc mặt cứng ngắc, như bức tượng ngồi yên ở trên ghế dựa cao. Các trưởng lão phân bộ giang hoài, vẻ mặt không khác gì với hắn. Đám người cậu trưởng lão của phân bộ Tùng Hải là vừa kinh vừa hỉ vừa mờ mịt, liên tiếp nhìn về phía phó Thanh Dương. Tan họp. Thái trưởng lão trầm giọng nói. Trầm. Phân bộ giang hoài, văn phòng tầng cao nhất, cảnh tham trưởng lão một trưởng đập vỡ bàn làm việc đắt đỏ, văn kiện, sách, máy tính cùng đồ dùng làm việc nổ tung động tĩnh thật lớn đưa tới trợ lý văn phòng cách vách vội vàng đẩy ra cửa văn phòng lãnh đạo. Trưởng lão đã xảy ra chuyện gì? Trợ lý bỗng nhiên thượng lại lộ vẻ mặt hoảng sợ. Cảnh tham trưởng lão gương mặt dữ tợn, mắt dâng kính tơ máu, trán nổi gân xanh đã ở bên bờ vực nổi giận mất khống chế. Hắn chưa bao giờ thấy lãnh đạo phẫn nộ như thế, liền không dám hỏi nữa. Đi ra ngoài. Cảnh tham trưởng lão gằn từng chữ. Trợ lý cuốn quyết rời khỏi văn phòng đóng cửa lại. Cảnh tham trưởng lão đứng ở văn phòng một lúc lâu, hít sâu một hơi, đè ép cảm xúc tiêu cực xuống, hắn mặt không biểu cảm gọi điện thoại cho thư ký lý. Nhưng bên đó tắt máy. Sau đó gửi đến một cái tin nhắn, nói là đang học. Cứ như vậy qua nửa giờ, thư ký lý gọi lại cho hắn một cuộc điện thoại. Tổng bộ rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn nguyên thủy thiên tôn ngầm chiếm bàn xoay âm dương? Còn có phạt tiền là chuyện gì, 5 triệu. Đuổi ăn mày sao? Cảnh Tham trưởng lão đã rất khắc chế, nhưng giọng điệu vẫn không chịu khống chế trở nên kịch liệt. Thư ký Lý trầm mặt mấy giây, thở dài, chuyện này dừng lại ở đây, không có gì tiếp theo nữa. Lửa giận Cảnh Tham trưởng lão vừa áp chế lập tức hừng hực bốc lên, nghiến răng nghiến lợi, lý do đâu? Phó Thanh Dương cho tổng bộ một khoản bồi thường. Thư ký Lý hạ giọng, một khoản bồi thường khiến thập lão không thể từ chối, mang đi so sánh bàn xoay âm dương không phải là không thể dứt bỏ bồi thường gì bây giờ vẫn là bí mật không thể lộ ra vậy bộ trang bị tế trời thì sao là tổng bộ muốn bộ trang bị tế trời cứ như vậy lãng phí lần cơ hội này đừng nói lời tức giận giọng điệu thư ký lý trở nên nghiêm túc mạnh mẽ đòi bộ trang bị tế trời tương đương bức phản nguyên thủy thiên tôn bức phản nguyên thủy thiên tôn các minh chủ liền nhất định sẽ nhúng tay lợi ích gì cũng không kiếm được dừng một chút, hắn thở dài, Phó Thanh Dương cho quá nhiều rồi, tiểu tử này tương lai nếu vào tổng bộ, chúng ta quá nữa không có kết cục tốt. Tiền phạt đâu? Cảnh tham trưởng lão nghiến răng, 50 triệu một đồng cũng không thể thiếu. Ông đừng nhắc tới tiền, đại trưởng lão vừa rồi đã gõ tôi, hắn biết chuyện 80 triệu rồi. Phó Thanh Dương không nhắc việc này, là đang cảnh cáo chúng ta, trong tay hắn nắm thóc chúng ta. Thư ký Lý trầm giọng nói nhận hối lộ 80 triệu, đủ chúng ta uống no bụng. Cảnh tham trưởng lão cũng sắp nghiến gãy cả răng rồi, hắn yên lặng cúp điện thoại. Một lát sau, trong văn phòng một lần nữa truyền đến tiếng đập phá. Các nhân viên bên ngoài run rẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Vịnh phó gia, trong thư phòng, Trương Nguyên Thanh vui vẻ nói: "Kết thúc rồi. Bàn xoay âm dương thật sự thuộc về tôi rồi." Hắn mới từ phân bộ giang hoài trở về liền từ chỗ phó thanh dương nhận được tin vui cái này phù hợp kết quả tin tượng thuật thôi diễn nhưng kết quả là không chuẩn xác bởi vì liên quan đến chúa tể đỉnh phong cường giả cấp bậc này sẽ không bị nhét vào trong phạm trù thôi diễn phó thanh dương ngồi thẳng bên cạnh bàn lạnh nhạt gật đầu lão đại anh đàm phán với tổng bộ như thế nào trương nguyên thanh tò mò nói hắn biết phó thanh dương muốn mượn cơ quan vũ khí cơn gió đông này thay hắn giải quyết chuyện bàn xoay âm dương nhưng nội dung giao dịch cụ thể của Tiền Công Tử cùng tổng bộ thì không biết. Một phần số liệu cơ quan vũ khí, một phần báo giá. Phó Thanh Dương nói. Chỉ đơn giản như vậy? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Phó Thanh Dương chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, a à một tiếng. Đương nhiên không đơn giản như vậy, tôi lấy danh nghĩa Hạ Hầu Ngạo Thiên, gửi cho tổng bộ một phần thư kế hoạch hợp tác, hy vọng có thể cung cấp cơ quan vũ khí cho ngũ hành minh hứa hẹn trong nửa năm khiến bốn món cơ quan vũ khí trở thành phối trí tiêu chuẩn của tiểu đội đóng quân của quan phương, cũng ở trên giá cho ra ưu đãi chiết khấu 5 phần. Cơ quan vũ khí một khi thông dụng, có thể tăng cường rất lớn thực lực của thành viên cơ sở quan phương, giảm bớt thương vong trong chiến đấu, đề cao sức thống trị của ngũ hành minh, 10 lão già kia của tổng bộ không có lý do từ chối. Tôi còn nói cho bọn họ, bốn món cơ quan vũ khí chỉ là bắt đầu, sau này sẽ có cơ quan vũ khí càng nhiều công năng, càng nhiều chủng loại. Biết cái này ý nghĩa thế nào không? Trang bị thay đổi, đổi mới vĩ đại. Trương Nguyên Thanh Giang đôi tay. Đổi mới chưa nói tới, nhưng trang bị thay đổi là thật. Phó Thanh Dương nhìn hắn, giải thích. Cậu có thể không biết, quan phương năm đó liên hợp ba gia tộc học sĩ, từng thành lập một quỹ nghiên cứu tên là Phát triển Cổ thuật, mục đích của nó. Chính là muốn dùng cơ quan thuật nhất lên thay đổi trang bị, tăng lên chiến lực của linh cảnh hành giả tầng trung tầng dưới. Để ngũ hành minh ở trong khoảng thời gian ngắn rút ngắn lại trên lệch với thiên phạt, thậm chí đạt tới ngang hàng. Đây là một chiến lược cực kỳ có tầm nhìn xa, mười lão già kia của tổng bộ tuy làm người ta chán ghét, nhưng quả thật có chút cân lạng. Bất đắc dĩ cơ quan thuộc dựa vào là kỹ thuật tích lũy, cái này không phải tiêu tiền có thể xử lý được. Tựa như động cơ tiên tiến, chip tính năng cao, không làm được chính là không làm được, người ta tích lũy kỹ thuật hơn 100 năm, ngươi dựa vào cái gì cho rằng mình bỏ ra mười mấy hai mươi năm thì có thể đuổi kịp và vượt qua. Người tu hành cổ đại tích lũy hơn Một 000 năm cơ quan kỹ thuật, linh cảnh hành giả chỉ có 100 năm lịch sử dựa vào cái gì đuổi kịp và vượt qua. Phó Thanh Dương chậm rãi nói. Đương nhiên, tổng bộ có thể đáp ứng nhanh như vậy, chủ yếu là bởi vì tôi nói cho bọn họ, báo giá tương tự, 10 phút sau hạ hầu ngạo thiên sẽ gửi cho thiên phạt nước ngoài. Nói xong, Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn Trương Nguyên Thanh, vẻ mặt "Tôi nói xong rồi, cậu mau đi lưu trình đi." Trương Nguyên Thanh cúi đầu bái ngay, "Lão đại anh Minh." Phó Thanh Dương hài lòng gật đầu. "Chẳng qua lão đại, nửa giá có phải quá thiệt thòi hay không?" Trương Nguyên Thanh tốt xấu gì là sinh viên, năng lực tính nhẩm vẫn được, chỉ Tùng Hải đã có 450 tiểu đội, mấy trăm hành giả siêu phàm. Toàn bộ ngũ hành minh bao nhiêu tiểu đội, có thể tưởng tượng. Nhiều cơ quan vũ khí vậy tất cả nửa giá, tổng thất bao nhiêu tiền? Hơn nửa phí tài liệu là Phó Thanh Dương ứng ra, tài chính khổng lồ như thế, hai họ Mã cũng phải đập nồi bán sắt gom tiền nhỉ. Nửa giá không phải vấn đề, có thể từ trên phí duy tu kiếm trở về, chỉ cần giảm bất thích hợp tuổi thọ sử dụng của cơ quan vũ khí, lại cấy vào trang bị tự tiện tháo dỡ tự hủy, quan phương duy tu cơ quan vũ khí, cũng chỉ có thể mời chúng ta giúp đỡ. Phó Thanh Dương nói tôi thậm chí có thể cho bọn họ sử dụng miễn phí, bởi vì miễn phí mới là đắt nhất. Chỉ cần tăng phí duy tu vài lần vẫn có thể kiếm đầy bát đầy chậu. Anh đây là hành vi chim cánh cục gì vậy? Trương Nguyên Thanh lãm nhảm. Lúc lẩm bẩm tôi, tốt nhất cuối thấp đầu. Phó Thanh Dương ánh mắt lạnh lùng. Khụ khụ. Trương Nguyên Thanh vội vàng đằng hắn cổ họng, nói, vậy tài chính của ngài đủ sao, cái này cũng không phải là một số lượng nhỏ. Cô quên mất, sau lưng ngài còn có phó gia nào ngờ phó thanh dương khẽ lắc đầu tôi không tính để cho phó gia nhúng tay nếu như vậy kẻ quyết sách của công ty chúng ta liền biến thành hội tộc lão phó gia vậy ngài có thể có nhiều tiền mặt như vậy sao trương nguyên thanh kinh ngạc nếu không để phó gia nhúng tay bằng vào tài sản cá nhân của phó thanh dương chỉ sợ chống đỡ không nổi khoản chi khổng lồ như vậy không có phó thanh dương quả quyết lắc đầu nói cho nên bảo cậu kéo Phó Tuyết nhập bọn, cô ta mấy năm nay làm ăn tuy kinh tế đình trệ, nhưng cũng tích góp trăm tài sản 8 tỷ 10 tỷ, tiền không phải liền có sao. Dừng một chút, Phó Thanh Dương nhếch khóe miệng, chờ cô ta đầu nhập toàn bộ tài sản vào công ty chúng ta, cô ta liền không còn đường lui, thậm chí sẽ vì chuỗi tài chính của công ty mà dốc hết sức kiếm tiền. Phó Tuyết làm người quản lý chuyên nghiệp cho Phó gia mười mấy năm, mạng lưới quan hệ rất rộng, quen biết rất nhiều phú hào mọi người cũng sẽ bằng lòng nể mặt phó gia cho cô ta vay tiền phương diện tài chính chúng ta liền không cần lo lắng nữa nhưng tôi sẽ không cho cô ta quyền quyết sách như vậy cô ta phải xem sắc mặt chúng ta đến lúc đó đừng nói phó gia không đồng ý hôn sự của cậu cùng quan nhã cho dù quan nhã thay lòng đổi dạ không muốn gả cho cậu cô ta cũng phải mang con gái trói lại đưa đến phòng tân hôn anh thật con mẹ nó âm hiểm nha a à, ý tứ của tôi là lão đại thực con mẹ nó anh Minh nha. Trương Nguyên Thanh nghe mà ngẩn ra, cảm giác sâu sắc mình lịch duyệt xã hội quá nông cạn, không hiểu được lòng người hiểm ác. Đã bàn bạc đến nơi đây, Trương Nguyên Thanh thân là một trong những cổ đông của công ty, thuận thế đưa ra một ít ý kiến của bản thân. Bí tịch cơ quan quan trọng như thế, trong quan phương sẽ có ai dở trò hay không, ví dụ như trộn bản vẽ cơ quan, hoặc là phái học sĩ gián điệp lẻn vào công ty chúng ta học trộm kỹ thuật, công ty chúng ta muốn phát triển lớn mạnh, khẳng định cần rất nhiều học sĩ. Cho nên bạch hổ vệ tôi nuôi liền có đất dụng võ, bọn họ sẽ là bảo an tốt nhất của công ty. Phó Thanh Dương hiển nhiên đã cân nhắc đến mấy vấn đề này, phương diện học sĩ, tôi có hai dự án, một là để Lý Thuần Phong tìm người, hắn là học sĩ của Vạn Bảo Ốc, nơi đó không thiếu nhất là học sĩ. Hai là do Hạ Hầu Ngạo Thiên từ Hạ Hầu Gia chọn lựa tộc nhân tin cậy. Hạ hầu gia bây giờ chỉ sợ ý định thanh lý môn hộ cũng có rồi, còn có thể cho chúng ta học sĩ. Trương Nguyên Thanh cáo kỉnh nói. Đó là chuyện của bản thân hạ hầu ngạo thiên, chỉ cần hắn có thể đối kháng được áp lực của hạ hầu gia, hạ hầu gia tự nhiên sẽ hợp tác với chúng ta. Phó Thanh Dương nói. Hạ hầu ngạo thiên có thể đối kháng được sao? Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Rất khó, cho nên tôi đã thêm ba lớp bảo hiểm. Phó Thanh Dương làm việc không một sơ hở, một ký kết khế ước cùng hạ hầu ngạo thiên nếu hắn lựa chọn đầu nhập gia tộc lực lượng khế ước sẽ giết chết hắn hai tôi chẳng những bảo hắn vét sạch tích tụ ứng ra phí tài liệu còn cho hắn mượn 200 triệu nợ bên ngoài ba tôi đã điều năm vị thánh giả bạch hổ vệ tới đây các thánh giả cùng học sĩ này đều chịu hắn quản lý kêu hắn lãnh đạo hạ hầu ngạo thiên người này loè loẹt phô trương hận chỉ muốn làm náo động ở trước mặt toàn thế giới Trước kia hắn ở hạ hầu gia độc lai độc vãng, không có ai quan tâm hắn, dục vọng trong lòng thật ra mãi không được thỏa mãn, bây giờ hắn ở nơi này, tựa như trở về nhà. Lão đại anh thật con mẹ nó anh Minh nha. Trương Nguyên thanh phục con mẹ nó sát đất. Cháu đang nói chuyện với ai? Trong nhà xưởng cách vách, hạ hầu ngạo thiên lười biến tựa vào trên ghế lưng cao, bắt chéo chân, có năm vị thánh giả đứng phía sau, giống như người phát ngôn của xã đoàn. Ở đối diện hắn, là một người trung niên đeo kính đen, khí chất giáo sư đại học. Giáo sư đại học vốn nên nho nhã nhã nhặn, giờ phút này lửa giận công tâm, tức giận mặt đỏ tai hồng, chỉ vào hạ hầu ngạo thiên nổi giận nói. Hạ hầu ngạo thiên, cháu có biết mình đã làm cái gì hay không? Cháu có bí tịch cơ quan thuật, không chia sẻ với gia tộc ngược lại tiện nghi người ngoài. Gia tộc nuôi cháu hơn 20 năm, cháu chính là hồi báo gia tộc như vậy sao? Hạ hầu ngạo thiên sững sững không sợ, Chú Sáu, nuôi cháu là cha mẹ, có quan hệ gì với gia tộc đâu chứ? Chờ cháu kiếm được tiền, tự nhiên sẽ hồi báo cha mẹ, chú đừng vội ở nơi này lãm nhảm, chú tuy là chú Sáu của cháu, nhưng cần biết, ở trước mặt chú là người giàu nhất cả nước tương lai. Cháu cháu cháu. Chú Sáu, chú đã không xứng ngồi ngang hàng với cháu, thúc công đến đây cháu mới có thể nói mấy câu với ông ấy, lão tổ tông đến đây cũng chỉ xứng cháu nói một tiếng dọn chỗ. Người đàn ông trung niên chỉ vào hắn, cả người phát trung, tức nói không ra lời, qua thật lâu, mới vô cùng đau đớn nói. Ngắn muộn mấy ngày không gặp, cháu thế mà đã bành trướng đến nước này. Hạ hầu ngạo thiên hất hàm lên. Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, chỉ cần cháu có thể chia sẻ cơ quan thuật với gia tộc, cổ phần có thể đàm phán. Cháu ký hợp đồng rồi. Tiền vi phạm hợp đồng gia tộc bỏ ra thay cháu. Cháu ký khế ước rồi chúng ta sẽ mời lão tổ tông ra tay hóa giải. Hạ hầu ngạo thiên ngẫm nghĩ, nói, thái độ gia tộc rất không tệ, nhưng mà, cháu từ chối. Vì sao? Giáo sư trung niên phẫn nộ chất vấn. Hạ hầu ngạo thiên hất hàm, nói cho hắn. Năm thánh giả phía sau đồng loạt không người, cao giọng hô, lãnh đạo tốt. Thấy chưa, đây là thứ hạ hầu gia không thể cho cháu, một đám lão già các người, đều là trưởng bối của cháu, chỉ biết ở trước mặt cháu cậy già lên mặt, nơi này, mới là thiên đường của cháu. Hạ hầu ngạo thiên gian đôi tay, giống như tính đồ ngoan đạo ôm hào sáng của chúa. Chỉ bởi vì cái này, giáo sư trung niên ôm ngực liên tục lui về phía sau, không thể tiếp nhận lý do này. Hắn phẫn nộ nhìn chầm chầm hạ hầu ngạo thiên vài giây, xoay người đi luôn. Hắn là không có cách nào thuyết phục đứa cháu tính cách cổ quái này, bảo lão gia chủ đến xử lý đi so sánh với đám vãn bối ăn chơi thích vòi tiền thích chơi gái kia tính cách ác liệt của hạ hầu ngạo thiên mới là điều khiến các trưởng bối gia tộc đau đầu nhất ăn chơi tính là gì ai lúc trẻ tuổi chưa từng ăn chơi chậm rãi sẽ trưởng thành ổn trọng đối mặt con cháu ăn chơi các trưởng bối nhiều nhất chính là phê bình giáo huấn mà đối mặt hạ hầu ngạo thiên trong túi các trưởng bối phải kèm theo một lọ thuốc trợ tiêm hiệu quả nhanh chú sáu khoan đã hạ hầu ngạo thiên đột nhiên hô Người đàn ông trung niên lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại. Hạ Hầu Ngạo Thiên từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, đây là thư hợp tác cháu soạn, phần lớn khẳng định là không thể cho gia tộc, nhưng cháu dù sao họ Hạ Hầu, bằng lòng nhường ra cho gia tộc một ít lợi. Chỉ cần Hạ Hầu gia tộc cung cấp học sĩ giai đoạn siêu phàm cho công ty cháu, cháu có thể cho Hạ Hầu gia 5% cổ phần, một nửa do cháu bỏ ra, một nửa do Phó Thanh Dương cho. Mắt người đàn ông trung niên sáng lên, bước đến tiếp nhận văn kiện trong tay hạ hầu ngạo thiên, giọng điệu nhu hòa vài phần. Vậy mới đúng chứ, chú sẽ báo cáo cho gia tộc, cháu chờ tin tức đi. Sáng lập một công ty chế tạo cơ quan vũ khí, tất nhiên cần tài chính khổng lồ, nếu ký đòi tiền lại phải cung cấp học sĩ, như vậy 5% cổ phần hiển nhiên là không có lời. Nhưng chỉ cung cấp học sĩ, như vậy 5% cổ phần chính là phúc lợi. Đuổi đi chú Sáu, Hạ Hầu Ngạo Thiên vô cùng vui vẻ đi vạn ốc liên bang tự do, bang phúc nhĩ khắc châu. Xe thể thao màu đỏ vừa đánh bóng, chạy như bay ở ngoại ô, hai bên là từng mảng lớn ruộng lúa mạch, trời xanh như được giặt, mây trắng bay bay, phong cảnh đẹp tựa như đồng thoại. Cô gái lái xe cũng đẹp như thơ như họa, còn mang chút mê người như ma quỷ. Một cô gái nhìn không ra tuổi, nhưng khẳng định đã đến tuổi trưởng thành như đào mật, mái tóc xoăn nhẹ tinh xảo bay lên ở trong gió, đeo kính râm màu đen, mũi cao cao, cầm nhọn, khuôn mặt trang điểm rất tinh xảo. Váy ngắn màu đen phối hợp áo sơ mi màu trắng, phát thảo ra dáng người linh lung cuốn hút của phụ nữ trưởng thành. Rất nhanh, xe thể thao màu đỏ dừng lại ở bên ngoài một tòa trang viên lớn. Cô gái trong xe tháo xuống kính râm, nhìn thoáng qua camera theo dõi trước cánh cổng sắt nghệ thuật như bụi gai màu đen. Vài giây sau, cánh cổng sắt nghệ thuật chậm rãi mở ra. Xe thể thao màu đỏ lái vào trang viên, trang viên diện tích cực lớn, tự mang trung tâm thương mại quán ba, thậm chí còn có một trường học. Dòng chính, chi phụ, bên nhà ngoại phó gia, cộng lại, tổng cộng 5, 60.000 người, đều ở trong tòa trang viên lớn như thành nhỏ này. Xe thể thao màu đỏ đến bên ngoài một kiến trúc như lâu đài đỉnh nhọn, kiến trúc trong trang viên phổ biến đều là biệt thự, nhà cao tầng phong cách tinh xảo đẹp đẽ chỉ có tòa lâu đài này cổ xưa giống như đến từ thế kỷ trước. Người ở bên trong cũng là đồ cổ thế kỷ trước. Các tộc lão phó gia Tộc lão hội do linh cảnh hành giả nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai cùng nhóm thứ ba của phó gia tạo thành, trẻ tuổi nhất cũng 80 tuổi. Những người này hợp thành trung tâm quyền lực của phó gia. Làm đại gia tộc tiến tâm lừng lẫy trong linh cảnh hành giả, phó gia có được tài sản hơn trăm tỷ, đô la Mỹ, số lượng linh cảnh hành giả trong tộc rất lớn, càng có hai vị chúa tể đỉnh phong. Số lượng chúa tể dưới cấp 9 cũng không ít. Nhưng ở trước khi phó thanh huyên nổi lên, phó gia vẫn luôn có cái tiếc núi, đó chính là chưa từng xuất hiện một vị bán thần. Bây giờ tiếc núi mới của phó gia là, chưa xuất hiện vị bán thần thứ hai. Phó tuyết đổ xe, đóng cửa xe thật mạnh, trong tiếng vang lớn, rầm, cô tháo kính râm, mặt lạnh lùng, hùng hổ xông vào lâu đài cổ. Cô tới thẳng văn phòng của quản gia, tức giận nhìn anh họ bà con xa, phó long, vì sao bán ra ba công ty niêm yết tôi quản lý, anh phải cho tôi một cái giải thích hợp lý anh họ bà con xa mặt trang phục trường hợp chính thức, sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng, giống như quan quân kinh nghiệm xa trường. Đối mặt em gái họ chất vấn, hắn giọng điệu lạnh nhạt trả lời. Quyết định của hội tộc lão, từ khi nào cần hướng cô giải thích? Khuôn mặt trắng bóc xinh đẹp của phó tuyết giật giật, đột nhiên cười thanh khách, được, dù sao tôi sắp thất nghiệp rồi, rất rảnh rỗi. Nói xong, cô kéo qua ghế dựa, như vô lại ngồi ở đối diện quản gia, từ túi sách hàng hiệu lấy ra bật lửa, thuốc lá phụ nữ, bờ môi đỏ mọng diễm lệ miếm đầu điếu thuốc, bắt đầu nuốt mây nhã mù. Phụ nữ xinh đẹp làm cái gì cũng là cảnh đẹp ý vui, ngay cả hút thuốc cũng tràn ngập ý nhị. Nhưng Phó Long chưa bao giờ động vào thuốc lá rượu bia nhíu nhíu mày. Hai bên dằn co vài giây, Phó Long bất đắc dĩ phun ra một hơi, cô vẫn cố tình gây sự giống như lúc còn nhỏ. Nói, Phó Tuyết trừng mắt, gia tộc có phải tính bán tháo tài sản, chuyển dời trọng tâm kinh doanh đến trong nước hay không? cô hôm nay tới nơi này có hai mục đích một là xác nhận trọng tâm phát triển của gia tộc nghiệm chứng lời của phó thanh dương hai là tới gây chuyện quy hoạch phát triển của gia tộc cô không thể can thiệp chỉ có thể khuất phục nhưng vì sao chỉ bán công ty cô quản lý phó tuyết từng hỏi thăm gần đây bán tháo chỉ có ba công ty niêm yết cô quản lý công ty tộc huynh tộc đệ khác quản lý vẫn hừng hực kinh doanh như cũ mấy năm nay bởi vì quan nhã không chịu cố gắng lại ly hôn với chồng một mình cô đau khổ chống đỡ vẫn bị gia tộc dần dần đẩy ra khỏi trung tâm quyền lực thân là con gái gia chủ đời trước dòng chính trong dòng chính tình cảnh có thể nói thê thảm các tộc lão cũng quá bắt nạt người ta rồi phó tuyết là người phụ nữ háo thắng khổ sở cùng ấm ức trong lòng ngẫu nhiên cũng muốn tìm người mở lòng nhưng độc thân mười mấy năm muốn mở lòng cũng không có ai nghe chỉ có thể quậy sao cô biết việc này phó long nhíu nhíu mày nói gia tộc là muốn chuyển dời tài sản đến trong nước nhưng bán công ty của cô không phải vì chuyện này phó tuyết nhíu lại hàng lông mày tinh xảo vậy chính là các tộc lão cố ý nhằm vào tôi phó long liếc cô một cái cô còn chưa xứng hắn trầm giọng nói là phó thanh dương hắn gần đây ký một vụ lớn với ngũ hành minh khiến các tộc lão thấy được cơ hội cùng hy vọng mở rộng địa bàn ở trong nước vì thế liền bán ba công ty cô quản chuẩn bị tiền nhưng phó thanh dương từ chối gia tộc đầu tư bởi vì hắn nói ra một cái yêu cầu hội tộc lão không thể đáp ứng. Yêu cầu gì? Phó Thanh Dương nói, bảo cha hắn cút đi, hắn muốn làm gia chủ. Phó Long cảnh cáo, các tộc lão bởi vì việc này giận dữ, cô tốt nhất đừng quậy nữa, miễn cho bọn họ chuyển lửa giận đến trên người cô. Phó Tuyết nghiến răng, các người đều bắt nạt tôi. Cô hít sâu một hơi, Phó Thanh Dương cùng Ngũ Hành Minh ký đơn hàng gì, khiến các tộc lão coi trọng như thế cô còn nhớ rõ hạng mục phát huy mạnh của thuật ngũ hành minh dẫn đầu mười mấy năm trước chứ có chút ấn tượng phó tuyết nhíu mày gia tộc chúng ta có phải cũng tham dự hay không gia tộc không tham dự chẳng qua đã bỏ tiền lúc ấy ngũ hành minh vừa thành lập chưa được mấy năm năm đại bang phái còn ở thời kỳ kết hợp thực lực tương đối gầy yếu thường xuyên bị thiên phạt bắt nạt bởi vậy bức thiết muốn tăng lên thực lực nhưng linh cảnh hành giả thăng cấp không thể cưỡng cầu chỉ có thể xuất phát từ trang bị đạo cụ thưa thất quý giá, dù là thế gia học sĩ cũng không cách nào sản xuất lượng lớn, ngũ hành minh nghiên cứu đi nghiên cứu lại, liền nhằm vào cơ quan thuật. Phó Long nhớ lại, nói. Lúc ấy đại lục còn chưa có tiền như bây giờ, tổng bộ ngũ hành minh kinh phí có hạn, cho nên từng tìm đến phó gia, hy vọng có thể đạt được tài trợ. Cô lúc ấy vừa ly hôn không lâu, tinh thần cực kỳ sa sút không phải uống rượu chính là đánh con gái, bên người quay quanh một đám trai ăn bám cái này đều là chuyện của năm xưa rồi nhắc cái này làm gì phó tuyết có chút xấu hổ vội vàng chuyển hướng đề tài anh tiếp tục nói sắc mặt phó long lạnh lùng gật gật đầu gần đây phó thanh dương đang nghe chuyện trên tv audio cv không biết từ nơi nào đạt được một quyển bí tịch cơ quan thuật tính sản xuất lượng lớn trở thành nhà buôn cung ứng cơ quan vũ khí cho ngũ hành minh phó tuyết nghe mà tim đập thình thịch linh cảnh thế gia của đại lục có thể phát triển lớn mạnh chính là bởi vì bọn họ cung cấp sinh mệnh nguyên dịch cùng đạo cụ cho quan phương, nhưng hai thứ này lượng sản xuất có hạn, mà cơ quan vũ khí có thể sản xuất lượng lớn. Nếu gia tộc có thể trở thành nhà cung ứng cơ quan vũ khí, có thể hoàn toàn đứng vững gót chân ở đại lục. Cô tao nhã phun ra một làn khói trắng, vẻ mặt đầy hướng tới, khó trách các tộc lão muốn tham dự vào, ai không muốn chứ, tôi cũng muốn có thể chia một chén canh, đáng tiếc đứa cháu đó của tôi trời sinh bạc tình, chướng mắt tôi người cô lớn tuổi sắc suy này tiếng trung của cô dùng từ rất có vấn đề bạc tình cùng người cô lớn tuổi sắc suy tốt nhất đừng dùng chung một chỗ cô lúc còn nhỏ học văn hóa đã rất kém phó long trầm giọng nói phó tuyết biểu môi anh học bá anh ghê gớm phó long chưa tiếp lời nghiêm mặt nói nhưng phó thanh dương cho một cái điều kiện các tộc lão không thể đáp ứng ít nhất giai đoạn này các tộc lão sẽ không đáp ứng để hắn kế thừa vị trí gia chủ vị trí gia chủ phó gia luân phiên chỉ xảy ra ở dưới hai loại tình huống, một là tiền nhiệm gia chủ chết ở linh cảnh, người thừa kế thuận thế thượng vị. Hai là gia chủ tự mình làm chán rồi, chủ động ủy quyền, tiến vào hội tộc lão. Phó gia gia tộc lớn như vậy phe cánh sang sát, nhưng nếu muốn phân chia rõ ràng, thật ra chỉ có hai phái, hội tộc lão cùng phe phái gia chủ. Cũng chính là nói, thế lực của gia chủ là có thể chống lại hội tộc lão. Phó Thanh Dương đưa ra điều kiện này, tương đương là bảo hội tộc lão bức cung tạo phản bắt buộc đương nhiệm gia chủ thoái vị đương nhiệm gia chủ khẳng định không đồng ý đến lúc đó chính là phó gia bởi vì tranh đấu quyền lực mà nội bộ tự tiêu hao phó tuyết a à, một tiếng đây là gia quy cắn trả nếu không phải gia quy phó gia hắn sao có thể không vừa mắt với cha đẻ nói như thế nào phó long nhíu mày chuyện phó thanh dương lúc còn nhỏ anh với tôi đều biết từ ban đầu nhất hắn ở bên ngoài bị bắt nạt liền khóc hu hu chạy đi tìm anh trai tôi xin giúp đỡ nhưng phó gia tinh thờ quy tắc cá lớn nuốt cá bé nếu là ở trong gia tộc cũng bị bắt nạt tương lai ra bên ngoài càng là phế vật cho nên đối với trẻ con trong tộc chọn dùng quản lý quân sự hóa có vấn đề gì đương nhiên không có vấn đề lúc trước người anh trai đó của tôi cũng là nói với nó như vậy hắn nói thế giới này vốn là cường giả vi tôn còn nếu là cường giả tự mình tìm về công đạo nếu là kẻ yếu, chết rồi cha cũng sẽ không thương tiếc. Phó Tuyết tặc lưỡi nói. Phó Thanh Dương đòi vị trí gia chủ này, chính là muốn nói cho gia chủ đạo lý tương tự, hắn đang trả thù, tự như năm đó hắn trả thù những đứa nhỏ từng bắt nạt hắn, tôi nhớ rõ con trai anh cũng ở trong đó. Đúng vậy, bị đánh gãy hai chân. Phó Long chậm rãi gật đầu, thì ra là thế, xem ra hội tộc lão khuyên không nổi hắn. Phó Tuyết thu hồi nụ cười, nói, phó thanh dương đã không muốn để gia tộc nhập cổ phần vậy khoản tiền đó bán ra công ty sẽ được đầu tư đến đại lục không quan hệ với cô phó long thản nhiên nói hàm răng phó tuyết cắn chặt môi dưới long ca anh biết tôi mấy năm nay làm ăn ảm đạm hoàn cảnh kinh tế không tốt ngành sản xuất cạnh tranh lớn công ty gia tộc để tôi quản lý đều là sản nghiệp xuống giúp tiền cảnh phát triển không tốt cho dù như vậy hội tộc lão còn muốn cắt rau hẹ tôi không khỏi quá bắt nạt người ta rồi Phó Long nhìn về phía cửa, giọng điệu bình tĩnh mà lạnh nhạt, "Cô có thể đi nói với các tộc lão." Phó Tuyết vội vàng nói, "Anh là người liên lạc của hội tộc lão cùng gia tộc, nếu là anh." Phó Long lạnh lùng nói, "Tôi dựa vào cái gì giúp cô, cô đã quên quy tắc của gia tộc. Người không có năng lực nên bị đào thải." Phó Tuyết đột nhiên khựng lại, hốc mắt đỏ lên. Vẻ mặt Phó Long chuyển sang dịu dàng, nói, "Thúc đẩy quan nhã cùng gia tộc Miller là cơ hội duy nhất của cô." cô cũng vẫn luôn cố gắng thúc đẩy chuyện này nhưng tôi nghe nói cô gần đây đã thay đổi chủ ý nghe đến đó phó tuyết rốt cuộc rõ vì sao là công ty đứng tên mình bị bán phe phái ủng hộ thông gia trong hội tộc lão đang phát lực mà phó long cũng là người ủng hộ quan nhã kết hôn với gia tộc miller quan nhã đã có bạn trai là nguyên thủy thiên tôn tôi rất hài lòng đối với thằng nhóc này thông gia với gia tộc miller không nhất định là lựa chọn tốt phó tuyết thu hồi vẻ mặt đáng thương chuyển đổi thành tư thái nữ cường nhân, giống như người đối diện không là anh họ nữa, mà là đối thủ cạnh tranh làm ăn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đắc tội tổng bộ, cô hẳn là biết. Huyên Huyên lúc trước không phải cũng đắc tội tổng bộ. Thiên tài đều là kiêu ngạo cùng nổi loạn. Xem ra cô đối với hắn quả thật rất hài lòng, vậy còn chờ cái gì chứ, đi đại lục đầu nhập vào hắn đi. Phó Long thản nhiên nói. Phó Tuyết hừ lạnh một tiếng, xoay người đi luôn, nhưng lúc này, Điện thoại di động trong túi sách của cô vang lên, lấy ra nhìn, người gọi tới là Phó Thanh Dương. Nghe ở đây, mở loa ngoài. Phó Long vội vàng nói. Phó Tuyết liếc hắn một cái, cũng không từ chối, nhận cuộc gọi. Mẹ vợ, đã lâu không gặp nha. Trong điện thoại truyền đến không phải tiếng của Phó Thanh Dương, mà là một người trẻ tuổi nghe ngữ khí có thể tưởng tượng được rất nhảy nhót. Phó Tuyết ngẩn ra một phen, miên thủy thiên tôn ánh mắt phó long nhất thời trở nên sắc bén, nhìn chầm chầm màn hình điện thoại di động. Là con, tán gẫu với gì chút chính sự, bên cạnh không có tiểu thịt tươi chứ? Nguyên Thủy Thiên tôn cười nói. Khóe miệng Phó Tuyết nhịn không được nổi lên ý cười, gắt, tiểu thịt tươi không có, có một lão thịt khô. ồ quan nhã không phải nói gì thích trai trẻ sao? Con bé chết tiệt này! Phó Tuyết nghiến chặt răng, nghiêm mặt nói, cháu dùng điện thoại di động của Phó Thanh Dương gọi gì? có việc gì? Có vụ làm ăn muốn bàn bạc với ngài. Làm ăn? Phó Tuyết Hồ Nghi nói, cháu có thể có việc làm ăn gì, cháu một đứa con nít chưa tốt nghiệp đại học. Phó Thanh Dương thành lập một công ty nghiên cứu phát triển cơ quan thuật, cháu chiếm 10% cổ phần, công ty bây giờ thiếu tiền, cháu tính chuyển gì 5% cổ phần, mẹ vợ nếu cảm thấy hứng thú, có thể chuẩn bị tiền, sau đó đến đại lục đàm phán hợp đồng. Sét đánh giữa trời, ngủ lôi oành đỉnh. Phó tuyết nháy mắt cứng đờ. Khuôn mặt lạnh lùng của phó long giăng kính kinh ngạc. Cách vài giây, phó tuyết chợt phản ứng lại, tay cô cũng đang hơi phát run. cô cực lực áp chế cảm xúc kích động, nhưng thanh âm vẫn nhịn không được phát run. Cháu, cháu cháu cũng không nên trêu gì làm vui, loại chuyện tốt này có thể đến lượt gì. Ngài là mẹ vợ của con mà, con là nửa con trai của ngài, làm tròn, ngài chính là mẹ con. Trương Nguyên Thanh cười nói. Phó tuyết thiếu chút nữa bị viên đạn bọc đường của hắn bắn cho đầu óc choáng váng, bước chân vội vàng ra khỏi văn phòng, tới bên ngoài lâu đài cổ, không khí mới mẻ cùng ánh mặt trời ấm áp khiến cảm xúc kích động của cô Bình ổn lại một chút. 5% cổ phần, con tính đòi bao nhiêu phí chuyển nhượng cổ quyền. Phó tuyết thấp giọng nói, Nguyên Thủy à. Trương Nguyên Thanh cười đánh gãy, gọi con. Phó tuyết xùy một tiếng, dì nói cho con, dì tích tụ có hạn, nếu con ra giá quá cao, gì cũng ăn không vô. 5% cổ quyền, 1,5 tỷ đô la Mỹ. 1,5 tỷ. Phó tuyết hoa dung thất sắc, con là muốn lão nương đập nồi bán sắt hay là bán mình? Mẹ, mẹ đừng diễn nữa, Phó Thanh Dương nói mẹ có thể lấy ra, mẹ liền nhất định có thể. Đương nhiên, con còn có một bộ phương án khác, Trương Nguyên Thanh nói, con có thể chỉ đòi ngài 1 tỷ đô la Mỹ phí chuyển nhượng cổ quyền, làm trả giá, ngài phải cho công ty vay một tỷ đô la Mỹ không có lãi suất, chờ công ty có lợi nhuận. Sẽ ngay lập tức hoàn lại khoản nợ này. Cho công ty vay một tỷ đô la Mỹ, Phó Tuyết bắt đầu ở trong lòng nhanh chóng tính toán. Một tỷ đô la Mỹ mua 5% cổ phần, cô khẳng định là kiếm rồi, phát tài lớn rồi. Nhưng muốn bảo cô lại cho công ty vay một tỷ đô la Mỹ, chỉ có thể vay tiền. Thực đập nồi bán sắt mà nói góp đủ 1,5 tỷ không khó, như vậy, thật ra chỉ cần cho vay thêm 500 triệu là được. Ngân hàng bên kia khẳng định đi không thông, bởi vì nếu bán tháo tài sản, thì không có đồ gì có thể gán nợ vay. Biện pháp duy nhất là xin giúp đỡ từ gia tộc, hoặc là dùng đạo cụ gán nợ hướng người quen mượn tiền. Phó Tuyết ngay lập tức nghĩ đến Trần Thục, vị khuê mật này rất có tiền, cực kỳ có tiền, mọi người quan hệ cũng không tệ, gần đây lại nhờ tới mình, tìm cô ấy vay 500 triệu hẳn là không khó. Nghĩ đến đây, Phó Tuyết nói, được, vì bây giờ mua vé máy bay về Đại Lục luôn, buổi tối chúng ta gặp. Nói xong, cô tắt điện thoại, mở cửa xe. Lúc này, Phó Long từ trong lâu đài cổ chạy ra, đè lại cửa xe, trầm giọng nói. Các tộc lão muốn gặp cô, Phó Tuyết, cơ hội của cô tới rồi. Chỉ cần cô chuyển nhượng 5% cổ quyền cho gia tộc, gia tộc sẽ không bạc đãi cô, cô sẽ có được ba công ty niêm yết tình huống tài vụ nổi trội xuất sắc, hội tộc lão còn đáp ứng đề cao phần trăm của cô. Phó tuyết quay đầu nhìn lâu đài của kỹ một lần, lại nhìn về phía phó long, nâng tay khẽ vuốt ve ngực người anh họ, thản nhiên nói. Tôi phải đi đại lục đầu nhập vào con rể tôi rồi, để hôm khác lại đến gặp tộc lão đi. Ngươi cút cho lão nương. Cô đẩy phó long một phát, ngồi lên xe thể thao màu đỏ, đạp chân ga chạy đi khỏi lâu đài cổ. Ánh mặt trời rực rỡ, đồng ruộng màu vàng xanh kéo dài đến cuối tầm nhìn, gió mát thổi tới trên mặt cũng mang theo men say lười biếng phó tuyết vừa lái xe vừa gọi cho trần thục trần thục à tôi bị mấy lão già phó gia bắt nạt điện thoại vừa kết nối phó tuyết liền vội vã không chờ được bán thảm mang tình hình gần đây của mình nói cho khuê mật kim đồng bạn hợp tác trần thục yên lặng nghe xong giọng điệu bình tĩnh lấy tính cách cường thế của cô thực bị bắt nạt sẽ chỉ cắn răng chống đỡ chết vì sĩ diện sao có thể khóc thảm cô trực tiếp nói xoay ngược lại đi. Phó Thanh Dương ở Đại Lục thành lập một công ty nghiên cứu phát triển cơ quan thuật, tôi có quyền mua 5% cổ phần. Phó Tuyết cười ha ha, có chút mặt mày hớn hở, nói, nhưng tài chính của tôi không đủ, cô có thể cho tôi vay 500 triệu đô la Mỹ hay không, lãi suất tốt nhất thấp hơn ngân hàng một chút, trần thục. Tôi gần đây đang giúp cô thu mua sinh mệnh nguyên dịch. Chỉ cần cô có thể xử lý xong sinh mệnh nguyên dịch, tôi có thể cho vay tiền lãi suất thấp, chẳng qua, tôi phải nhắc nhở cô loại chuyện tốt này sao có thể rơi xuống trên đầu cô trần thục bình tĩnh lại lý trí phó tuyết tựa như chỉ chờ cô đặt câu hỏi vội nói ai da còn không phải có con rể tốt cái gì giọng điệu trần thục biến đổi gió gào thét bên tai khiến phó tuyết chưa chú ý tới điều không thích hợp trong giọng nói của khuê mật việc ta ta cứ làm cười nói nguyên thủy thiên tôn có cổ phần công ty nghiên cứu phát triển cơ quan đây không phải muốn hiếu thuận tôi vị mẹ vợ này sao vừa rồi còn một câu một tiếng mẹ gọi miễn bàn thân thiết bao nhiêu ai quan nhã con bé kia ánh mắt nhìn đàn ông quả thật chuẩn hơn tôi không phục không được đâu hắn gọi cô là mẹ còn rất thân thiết giọng trần thục lạnh đi nguyên tử đại bộ phận thời điểm cũng sẽ không gọi cô là mẹ dù có gọi cũng là lạnh như băng quyết thiếu cảm tình lời của phó tuyết khiến cô có chút không thể tiếp nhận so với quan nhã gọi càng thân thiết hơn, quan nhã con bé chết tiệt kia gọi tôi một tiếng mẹ, cứ như gọi kẻ thù. a à không nói nó nữa. trần thục, tôi sắp tới phải dùng tới số tiền đó, cô nhanh nhất bao lâu có thể cho tôi? không cho mượn. trần thục lạnh lùng từ chối, cũng kết thúc cuộc gọi. tokyo màn đêm bao phủ, dinh gia năm đó được xưng có thể mua toàn bộ liên bang tự do sáng lên đèn nê ông lấp lánh mộng ảo. ban đêm buông xuống. Nhưng đối với dinh gia mà nói, cuộc sống về đêm tuyệt vời vừa mới bắt đầu, đèn rực rỡ cùng bật lên, khu vực phồn hoa này đắm chìm trong biển đèn đủ mọi màu sắc. Lúc này quán bar, câu lạc bộ đêm đều biểu hiện ra sức quyến rũ độc đáo của chúng nó, từng vị nhân sĩ thành công bụng vệ kết bạn ra vào, mang theo tiếng hoang hô cười nói. Rio Asano đứng ở trước cửa sổ sát đất thật lớn, quan sát cảnh đêm như mộng ảo. Bọc biển của dinh gia sớm đã phá diệt, hùng tâm tráng trí của người trong nước cũng hóa thành bọc nước một lần nữa thần phục ở dưới chân kẻ địch cường đại chính như thiên hạt tổ thần phục ở dưới chân thiên phạt tối nay khách quý thiên phạt sắp đến thân là cán bộ thiên hạt tổ lại là cô gái xinh đẹp duy nhất cô phải theo các cán bộ cùng nhau tiếp đải khách quý tổ trưởng còn cố ý yêu cầu cô trang điểm tỉ mỉ mặc vào kimono anh đào đẹp đẽ đây là lần đầu tiên rio asano tiếp kiến sứ giả thiên phạt trước khi cô là không có tư cách lãnh đạo, tinh anh thiên phạt, đối với cô mà nói cao không thể với tới. Nghe nói trong mấy vị thành viên lần này đến, có nhân vật kiệt xuất giai đoạn thánh giả, phóng mắt cả thế giới cũng là tinh anh hàng ngũ đứng đầu. Không biết so với nguyên thủy cung như thế nào. Cô không biết sao lại hiện lên ý nghĩ này. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đánh gãy suy nghĩ của cô, nhân viên văn phòng thiên hạt tổ mặt trang bị công sở tiến vào văn phòng, khẽ nói: "Asano bộ trưởng, tổ trưởng mời ngài đi qua." khách nhân đã đến đại sơn ốc. Trio Asano gật gật đầu, thải quốc gỗ, mại hy toái bộ pháp trước khi tới đại sơn ốc. Cô vào thang máy tới tới tầng lầu tương ứng đại sơn ốc, ở dưới nhân viên phục vụ dẫn dắt, đi tới phòng, rất xa đã nghe thấy tổ trưởng dùng tiếng Anh không lưu loát nói. Người sang ma các hạ, ngài đến là vinh hạnh của Nhật Bản, là vinh hạnh của thiên hạt tổ. Nhưng đối phương không thèm để ý. Người sang ma rio asano ở trong đầu vơ vét hồi ức rất đáng tiếc cô cũng chưa từng nghe nói cái tên này tổ chức thiên phạt số lượng chấp hành quan cấp một đông đảo cô không biết cũng bình thường trong lòng nghĩ rio asano đến cửa phòng nhẹ nhàng gõ vang cửa cùng nói tổ trưởng vào đi B ichiro đáp lại rio asano đẩy cửa ra ánh mắt đảo qua phòng trên chiếu tatami bày bàn rượu các vị khách tư thế lười nhác ngồi khoanh chân ở bên bàn Chính thủ vị là một người trung niên, tóc ngắn màu vàng, mũi cao, mắt xanh, bên mai hơi bạc, để râu đẹp mắt, ngũ quan khí chất có vài phần tương tự với nhân vật chính bộ phim Doctor Stranger, phù thủy tối thượng, Kirio Asano thích. Nghĩ hẳn chính là chấp hành quan người sang ma trong miệng tổ trưởng. Trừ vị chúa tể này, trong phòng còn có ba thanh niên nước ngoài, một vị tản mạn, một vị nghiêm túc, một vị ngã ngớn kiêu căng. Vị cuối cùng kia khi đánh giá mình, ánh mắt mang theo tính xâm lược rõ ràng đến lại đây ngồi ở bên cạnh chấp hành quan người sang ma cô Bê ichiro cười nói tổ trưởng uy nghiêm lúc này nụ cười khiêm tốn tư thái rất cung kính rio asano bước nhỏ đi tới chỗ ngồi vương thẳng lưng rót rượu cho chấp hành quan đại nhân biết nói ngoại ngữ không người sang ma liếc cô gái xinh đẹp bên cạnh một cái dùng tiếng nhật hỏi biết rio asano gật đầu người sang ma liền hỏi ngành tình báo thiên phạt ra được cô cùng nguyên thủy thiên tôn quan hệ rất tốt còn là thành viên ban phái của hắn sắc mặt trio asano ngẩn ra vội vàng nhìn về phía tổ trưởng cô b ichiro trầm giọng nói chấp hành quan đại nhân hỏi cô nói biết cái gì thì nói cái đó thiên phạt xếp vào trong thiên hạt tổ không ít cơ sở ngầm việc trio asano cùng nguyên thủy thiên tôn kết duyên cũng không phải là cơ mật không thể tiết lộ thiên hạt tổ không cố ý giấu giếm thiên phạt muốn tra những thứ này rất dễ dàng rio asano dùng sức gật đầu đúng vậy chấp hành quan đại nhân người sang ma đạo chúng tôi nhận được tố cáo người tố cáo nói nguyên thủy thiên tôn là truyền nhân của ma quân cũng có chứng cứ xác thực bây giờ muốn hỏi cô mấy vấn đề hy vọng cô trả lời đúng sự thật nguyên thủy quân là truyền nhân ma quân ma quân hung danh vang dội kia rio asano khẽ biến sắc bị lời của chấp hành quan đại nhân làm chấn động thiên hạc tổ cùng ngũ hành minh không có quan hệ ngoại giao tốt trái lại có liên hệ chặt chẽ với thiên phạt, cho nên Rio Asano thật sự nghe nói ma quân nhân vật này, không phải trong thời điểm hắn ở đại lục quai phong một cõi, mà là hắn ở phương Tây ngủ với phụ nữ. Từng có đoạn thời gian, nhóm nội bộ thiên hạt tổ luôn có thể nhìn thấy một ít lời đồn tương tự. Đầu tiên là, người đàn ông thần bí của đại lục trở thành cục cưng mới của hội trưởng hiệp hội Mỹ thần. Sau đó là, người đàn ông thần bí của đại lục thu được trái tim chấp hành quan nào đó của tổ chức thiên phạt, hai người tới nơi nào đó hưởng tuần trăng mật. Sau đó nữa là, người đàn ông thần bí của đại lục cùng tiểu thư quý tộc nào đó ra vào khách sạn đỉnh cấp. Tiếp theo là, thiên kim quý tộc nào đó cùng kiểm sát quan lạnh lùng xinh đẹp tranh giành người tình, đang gây sự đánh nhau to, nguyên nhân vậy mà lại là một người đàn ông hoa kiều thần bí. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.